kém miếng khó chịu. Martin à, tớ Leo đây. Ừ, tớ mới về nước tuần vừa rồi. Cậy bạn nhóm mình hẹn hò ăn uống đúng không? Ừ, có mấy người chơi thân từ ngày xưa ấy mà. À, cả Amber nữa đấy. Ờ, Amber ư? Sao thế? À, tớ biết ngay mà, gặp lại người yêu cũ có khác. Sao, vẫn còn nhớ Amber à? À không, hỏi để biết thôi. Thôi nào ông, làm sao qua nổi mắt tôi. Chính là Amber xinh đẹp đã từng bị hoàng tử Leo đẹp trai đá đít ngày xưa ấy. Nghe nói bây giờ nàng xinh đẹp lắm. Thôi nào, xinh đẹp thì liên quan gì đến tôi chứ? Thì cứ nói thôi, ai muốn nghe thì nghe, không thì không nghe thì thôi. Leo, chụp xong tấm này, anh phải mua kem cho em ăn đấy. Em thì lúc nào cũng chỉ thích ăn thôi. Amber, mùa đông đến rồi, ra ngoài gió rét và lạnh lắm, em nhớ quàng khăn giữ ấm cổ nha. Ừ, em biết rồi. Em hay ho chỉ tại lười quàng khăn đấy. Biết rồi bà, tình yêu của em yêu anh. Ừ, anh cũng yêu em. Leo, con hãy nhìn lại con đi. Con đường đường là con trai của tổng giám đốc một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu. Còn con bé đó, nó là cái gì? Gia thế nó như thế nào? Có tương xứng với con hay không? Mẹ, mẹ nói về chuyện này quá nhiều rồi. Cho mẹ muốn như thế nào đi? Mẹ muốn con phải chấm dứt ngay. Tình cảm mà sao nói dứt là dứt được mẹ? Sao lại không dứt được chứ? Yêu chơi chơi thì mẹ không cấm. Nhưng con sẽ đi du học, sẽ nối nghiệp gia đình ta. Giờ tình cảm còn chưa quá sâu sắc thì mau nhanh chóng dứt bỏ đi con. Mà đang yêu nhau, giờ con biết nói với cô ấy thế nào bây giờ? Sao mà không nói được? Nói thẳng ra là không tương xứng, vậy thôi. Anh nói sao? Chúng ta sẽ chia tay. Anh xin lỗi. Tại sao? Em có lỗi gì chứ? Chúng ta đã từng có với nhau biết bao kỷ niệm. Lẽ nào anh... Amber, chúng ta thực sự không hợp nhau. Anh đã nói rằng anh yêu tôi, rằng anh hứa sẽ ở bên tôi suốt cả cuộc đời. Vậy mà giờ đây chỉ nói đúng một câu không hợp rồi chia tay hay sao? Amber, cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Tình yêu cũng thế mà. Phải chăng anh đã có người khác rồi? Anh... Thực ra thì... Mà cũng có thể như thế. Cũng có thể. Anh... Anh thật khốn kiếp. Amber, em dạo này thế nào rồi? Em còn nhớ anh chứ? Chào các cậu, hôm nay tớ đến báo tin vui đây. Giới thiệu với các cậu, đây là Peter, chồng sắp cưới của tớ. Amber của tôi đã kể về các bạn nhiều lắm, rất vui được gặp mọi người. Thật chứ, chúc mừng hạnh phúc của cậu nha Amber. Amber của tôi, em sắp lấy anh ta sao? Leo, lâu quá rồi phải không? Anh vẫn ổn chứ? Cảm ơn em. Anh vẫn vậy thôi. Đáng lẽ chiều nay người bên cạnh Amber phải là mình. Là mình chứ không phải anh ta. Anh ta chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Thật khó chịu mà. Alo, Leo đấy à? Anh gọi em vào giờ này có chuyện gì thế? Amber, em vẫn lưu số của anh sao? Hóa ra em chưa từng quên anh. Mình gặp nhau một lát ở quán cà phê cũ được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Amber, đã 6 năm trôi qua rồi. Em vẫn ổn chứ? Dạ vâng, em ổn. Anh thấy đấy, em sắp kết hôn với Peter. Thế còn anh ổn chứ? Anh không ổn lắm. Hả? Không ổn sao? Đúng vậy, bởi vì anh vẫn không thể thôi hối hận. Hối hận vì điều gì? Vì ngày ấy anh đã chọn cách rời xa em. Anh hẹn gặp em ngày hôm nay ở đây để nói chuyện đó hay sao? Đúng vậy,
A Mơ, anh muốn quay trở lại sửa chữa lỗi lầm của mình. Anh vẫn còn yêu em, vẫn còn rất yêu em. Tất cả chỉ là dĩ vãng thôi Leo. Em nghĩ ngày ấy chúng ta còn quá trẻ, phạm sai lầm là chuyện bình thường. Rồi anh cũng sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình thôi. Không đâu A Mơ, kể từ khi gặp lại em, anh biết anh chưa bao giờ quên được em. Hãy trở về bên anh đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em nghĩ những lời ấy bây giờ không còn phù hợp với em nữa. Muộn rồi, em về trước đi. A Mơ. Cô A Mơ, có người xưng là Leo gửi hoa cho cô, xin cô nhận giùm tôi. Trời ơi, Leo là ai thế chị A Mơ? Fan hâm mộ bí mật của chị hả? Em tưởng chồng sắp cưới của chị là Peter chứ. Anh đừng phiền phức như thế có được không? Ai cũng biết em sắp kết hôn, họ sẽ nghĩ gì nếu như thấy một người đàn ông khác tặng hoa cho em? Một bó hoa đã là gì chứ? Anh sẽ làm mọi cách để em phải quay về với anh. Anh, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa gì với em nữa đâu. Khuya thế này rồi còn có số điện thoại lạ nào nhắn tin vậy chứ? Amber và... Amber, quay lại nhanh giải thích đã. Leo, em không ngờ anh lại giở trò bỉ ổi như vậy. Tại sao anh lại gửi những bức hình cũ của chúng ta cho Peter chứ? Sao, anh ta có giận dữ với em ư? Anh chỉ muốn nói cho anh ta biết em là của anh mà thôi. Anh mất trí thật rồi Leo. Anh chưa bao giờ biết yêu ai mà chỉ yêu chính bản thân của mình mà thôi. Sao em lại nói vậy chứ? Anh yêu em, phải làm tất cả vì muốn có được em. Peter cần biết chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào. Chỉ cần gửi anh ta những tấm ảnh ấy thì anh ta mới biết được câu chuyện tình yêu của chúng ta mà thôi. Leon, anh thật quá đáng. Khi xưa anh nhất quyết chia tay, bỏ mặc tôi, mặc cho tôi đau khổ níu kéo. Bây giờ anh lại quay về và đòi lại tôi là sao? À mơ, hãy tha thứ cho anh. Nếu có phép màu quay ngược thời gian, anh sẽ lựa chọn khác đi và không bao giờ đánh mất em thế này đâu. Amber, em không thể đi như vậy được. Amber. Leo, anh đừng đi. Anh nói chúng ta sẽ bên nhau suốt đời mà. Anh xin lỗi Amber, anh phải đi rồi. Leo, nhưng chúng ta không thể rời xa nhau như thế này được. Em vẫn còn yêu anh lắm. Amber, anh xin lỗi. Tạm biệt em. Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ đây là chào mừng Leo đến với khu vườn thanh xuân của chúng ta? Khu vườn thanh xuân? Thật kỳ lạ. Sao nhìn anh lại giống y hệt tôi vậy? Phải rồi, tôi chính là vị thần canh giữ khu vườn thanh xuân của anh. Hiện thân của tôi mà anh nhìn thấy chính là anh ngày 20 tuổi đó Leo. Mỗi cây trong khu vườn này được trồng tượng trưng cho những gì đã xuất hiện trong quá khứ của anh đấy. Vậy cái cây kia chính là Amber của tôi sao? Đúng vậy. Tại sao cái cây mang tên Amber lại thấp bé non yếu đến vậy, trong khi những cây khác đều cao lớn xum xuê? Anh chăm bón kiểu gì vậy chứ? Đâu phải tại tôi, là do lựa chọn của anh đấy chứ. Tuổi thanh xuân của anh đã không chọn cô ấy. Tại tôi đã không chọn lựa cô ấy ư? Anh đã chọn rời xa Amber để thực hiện tương lai của mình như lời mẹ anh muốn. Anh biết đấy, chúng tôi chỉ chăm sóc những gì mà suy nghĩ của anh cho là xứng đáng và giá trị mà thôi. Tôi muốn lựa chọn lại, được không? Tôi muốn nuôi lớn cái cây này. Có cách nào để cô ấy về bên tôi không? Cuối khu vườn này có một dòng suối tình yêu. Anh hãy lấy nước ở đó về tưới cho cái cây ấy đi. Chuyện gì thế này? Tại sao tôi tưới cây bằng nước suối đó không khiến nó tươi thêm mà lại héo đi? Leo, vì tình yêu anh bây giờ chỉ là tràn ngập sự ích kỷ mà thôi. Sự chiếm hữu ích kỷ sẽ giết chết những điều đẹp đẽ nhất. Nếu anh vẫn còn muốn làm tổn thương Amber và cho cái cây này chết khô, cả thanh xuân, ký ức của anh về Amber mãi mãi chỉ là những mảng ký ức đau buồn, khô héo và tổn thương, không thay đổi được. Amber cũng sẽ muốn xóa vĩnh viễn những kỷ niệm xưa kia về anh trong khu vườn thanh xuân của mình, vì chính anh đã giết chết những gì tốt đẹp nhất về anh trong cô ấy. Tôi không muốn,
Tôi không muốn cô ấy xóa hết những kỷ niệm đẹp. Trời ơi, cô ấy chẳng về bên tôi. Nhưng đừng bao giờ nghĩ về tôi là một tên xấu xa. Xin hãy để cô ấy nhớ về tôi như Leo của ngày xưa. Giờ tôi chỉ cần thế thôi. Nếu anh không quay lại trước khi cái cây hoàn toàn chết khô, cũng là lúc Amber làm xong lễ cưới ở thế giới hiện tại, thì những điều tốt đẹp về anh trong cô ấy sẽ bị xóa mờ. Cánh cổng trở về sẽ đóng lại trước khi bình minh ở nơi đây ló rạng. Lễ cưới ư? Không thể nào. Tôi mới gặp cô ấy tối nay. Anh không biết thời gian ở thế giới hiện tại nhanh gấp 10 lần nơi đây sao? Ở khu vườn thanh xuân, chúng tôi sẽ trẻ mãi. Không, mình phải quay về trước khi mặt trời mọc, để Amber mãi nhớ những điều tốt đẹp về mình. Ai biết cuộc hôn nhân này có ngăn trở gì? Xin lên tiếng ngay bây giờ, nếu không sẽ phải im lặng vĩnh viễn. Peter, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em. Amber, anh cũng cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh yêu em, Amber. Em cũng yêu anh, Peter. Peter, anh có thể là sẽ yêu thương và chăm sóc Amber suốt cả cuộc đời. Dù sau này có già yếu và bệnh tật, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy không. Con xin hứa. Amber, con có thể là sẽ yêu thương và chăm sóc Peter suốt cả cuộc đời. Dù sau này có già yếu và bệnh tật, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy không. Con xin hứa. Leo, vì tình yêu trong anh bây giờ chỉ tràn ngập sự ích kỷ. Sự chiếm hữu ích kỷ sẽ giết chết những điều tốt đẹp nhất. Cái giá của sự cố gắng. Yeah! Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp rồi. Với tấm bằng hạng ưu như thế này, tớ và cậu lo gì không kiếm được một vị trí ngon lành chứ. Tớ thì chỉ mong có một công việc để làm, lấy kinh nghiệm. Tưởng gì, được rồi, ngày mai tớ sẽ đưa cậu cùng đến công ty nghiên cứu và phát triển thủy sản của bác tớ nhé. Tha hồ mà lấy kinh nghiệm. Hay quá. Dạ, dạ, hồ sơ của các cháu đều tốt cả. Người thì bằng ưu, người thì bằng giỏi. Ở đây, các cháu đều muốn xin làm ở phòng phát triển thị trường à? Vâng, thưa bác. Cũng được. Nhưng vùng nuôi thủy sản của chúng ta dưới địa phương cũng đang thiếu người. Nếu như các cháu đi được thì tốt quá. Còn nếu không, bác sẽ thu xếp cho các cháu làm ở phòng phát triển. Thưa bác, nếu bác tin tưởng ở cháu, cháu xin đi thực tế dưới địa phương ạ. Tinh thần rất tốt. Bác sẽ sớm thu xếp công việc cho cả hai. Đây, sao cậu lại xin về địa phương như thế? Về địa phương làm thì biết bao giờ mới được trở về văn phòng chính mà làm chứ. Để tớ vào bảo lại với bác, để bác sắp xếp cho cậu một vị trí tốt ở văn phòng chính nhé. Vì tớ thấy ở dưới đấy đang thiếu người, với lại đến đấy cũng là một cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm thực tế. Sau này có kinh nghiệm rồi, về lại văn phòng chính cũng chưa muộn mà. Những người ở văn phòng chính có nhiều cơ hội thăng tiến. Khi cậu về thì họ chẳng lên đến đâu rồi. Đúng như Tuấn nghĩ, khu nuôi trồng thủy sản này tiêu điều quá. Kỹ thuật sử dụng cũng lâu đời rồi. Về đây, mình chẳng khác gì người nông dân đi nuôi trồng thủy sản là mấy. Nhưng mình đã tự nguyện về đây, phải cố gắng làm hết sức mình có thể thôi. Trông cậu khác quá. Ra dáng sếp lắm rồi nha. Sếp gì đâu, mới chỉ là trưởng phòng thôi mà cậu. Thế cũng là tốt rồi.
Hôm cậu liên hoan thăng chức, tiếc là tớ đang bận vụ tôm giống, nên không về chúc mừng được. Giờ được gặp cậu ở đây, chúc mừng nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tiếc cho cậu, giá hồi đó cậu đừng nhận lời về địa phương thì... Nhưng thôi, cậu đừng buồn nhé. Tớ nghe nói từ ngày cậu về đấy, năm nào sản lượng thủy sản cũng rất tốt mà. Ừ, đúng là có thế thật. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Suốt bao năm qua, công ty chúng ta đã đi qua biết bao thăng trầm phát triển, và những thành quả ngày hôm nay mà công ty gặt hái được đều là thành quả đóng góp của từng cá nhân trong công ty. Hôm nay, trong lễ kỷ niệm, chúng ta hãy dành thời gian để vinh danh những cá nhân ấy. Tôi xin được mời Ngài Tổng Giám đốc của chúng ta phát biểu. Nào các bạn của tôi, nhân dịp này tôi vui mừng thông báo cho các bạn biết rằng chúng ta vừa mới giành được một hợp đồng lớn đến từ một đối tác nước ngoài. Đó là nhờ việc chúng ta cải tổ công nghệ, truyền thụ kinh nghiệm tốt cho những người nông dân, tăng được năng suất, cải thiện được chất lượng thủy sản. Và tôi muốn mời người đã đóng góp rất nhiều công sức để cải thiện chất lượng và tăng năng suất ở các nơi lên đây. Xin mời cậu Lê Văn Hoàng. Và từ hôm nay, anh Hoàng chính thức sẽ trở thành giám đốc khu vực phía Bắc của chúng ta. Cậu làm tốt lắm, là một người có chuyên môn giỏi, đầy tâm huyết. Và trên hết, cậu dám xả thân, hy sinh cho công việc, cho sự phát triển của công ty, nghĩ đến cái lợi của công ty trước khi nghĩ cho mình. Tôi tin cậu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới. Dạ, cảm ơn Tổng Giám đốc, cảm ơn công ty. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Thật không ngờ, cậu ấy cứ lanh hoanh với đàm thủy sản mà lại có một ngày trở thành giám đốc toàn vùng thế này. Ghen tị. Huy đây à con. Ba. Sao hôm nay lại rảnh rỗi về thăm ba giờ này? Ngồi với ba, uống chè xanh hay chơi với ba ván cờ nhé. Con đâu có rảnh ba, con đang có chuyện bực mình, tâm trí đâu mà chơi cờ nữa à? Con sao vậy? Dạo này ba thấy con hay bực bội, nóng tính. Vâng, mà con cũng chẳng hiểu sao, lúc nào ba cũng thảnh thơi, an vui được. Trong khi con thấy cuộc sống này đúng là một mớ hỗn độn, rối bời. Nếu con có nhiều tâm sự, cha rất sẵn sàng lắng nghe. Con trượt mất chức trưởng phòng rồi, chức ấy lại vào tay lão Hùng. Mà con chúa ghét cái lão ấy, lúc nào cũng gặp may. Làm việc gì cũng được người giúp đỡ, nhà thì giàu, lại có vợ là con sắp lớn. Nói chung, cái gì ông trời cũng ưu ái hết cho. Cũng bằng tuổi con, mà nào là nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn, lại còn chức tước, địa vị. Ra vậy, này Huy, con đừng có giống như bác Tiều Phu, nhìn thấy chàng trai trên lưng hổ. Dạ, con không hiểu ý ba. Để ba kể cho con nghe, rồi con sẽ hiểu. Gần đây thấy nhiều người nói trong rừng có hổ, chẳng may mà mình gặp phải, thì đúng là tiêu đời. Sao đây? Chết rồi, làm sao đây? Mình sắp không trụ nổi mất. Á! À! Ôi! Á! À! Ôi, phải bám chặt lấy, rơi xuống là mình chỉ có nước chết. Hả? Trời ơi, anh ta giỏi quá, cởi được cả hổ. Thật là anh hùng tái thế, sức khỏe phi thường. Cởi trên lưng hổ, chàng trai trẻ thật sự rất khổ sở. Vậy mà người ngoài nhìn vào
lại thấy thật ngưỡng mộ, ghen tị. Con có thấy mình giống như người tiều phu ấy không? Đứng bên ngoài ghen tị một cách mù quáng với cuộc sống của người khác. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Đứng bên ngoài, ta đâu biết được cuộc sống của họ thực sự có như những gì ta nhìn thấy. Cơ mà, hãy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình. Có gì hưởng nấy, đừng ganh ghét, kèn cửa làm gì, để luôn được thảnh thơi, an vui. Ba, con hiểu rồi. Đúng là ngồi bên ba, việc gì cũng có thể thông suốt được. Để con hầu ba một ván cờ. Có thế chứ, con trai. Mái tóc. Mời chị và cháu vào xem hàng. Hôm nay có hàng mới về đấy ạ. Wow, nhiều đồ đẹp quá. Nhiều váy đẹp quá mẹ ơi. Ừ, con lựa lấy một bộ ưng nhất đi con. Cha, cháu nhà chị có mái tóc dài đẹp quá. Ừ, vâng, cháu nó cũng yêu quý mái tóc ấy lắm. Chẳng chịu cho cắt bao giờ đâu. Mẹ, con thích chiếc váy này. Ừ, chiếc này hợp cho con diễn văn nghệ đấy. Dạ, mời chị và cháu vào xem hàng. Con hãy chọn một món đồ nào con thích nhất đi. Mẹ sẽ mua làm quà sinh nhật cho con. Dạ. Con còn muốn mua gì nữa? Dạ, để con ngắm đã. Ôi, tớ xin lỗi. Đi lại phải nhìn chứ. Xin lỗi, tại tớ mãi xem hàng. Trả đi, của tớ chứ. Không, tớ lấy trước. Không, không, không. Cậu nhường tớ đi. Tớ rất thích chiếc kẹp này. Không, tớ cũng thích. Không, 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 không. Á. À. Ôi. Thì ra là tóc giả. Tưởng thế nào, đầu trọc thì mua kẹp tóc làm gì? Có đeo cái kẹp này lên tóc giả thì cũng chẳng đẹp gì đâu. Tớ kìa con. Mẹ ơi. Mẹ ơi, bạn kia không có tóc mà cũng tranh mua kẹp tóc với con. Kìa con, không được nói như thế. Chị à, cháu à, cho tôi xin lỗi, con tôi vô ý quá. Thôi được rồi con, mẹ sẽ mua cho con món quà sinh nhật ở cửa hàng khác. Ta đi thôi. Ừ, chị và cháu khoan đi đã. Đợi tôi một chút ạ. Kìa con không thấy gì sao? Thấy gì ạ mẹ? Bạn ấy không có tóc, lại phải đeo tóc giả nữa. Nghĩa là bạn ấy... Bạn ấy làm sao ạ? Nghĩa là bạn ấy đang có bệnh trong người. Có thể bệnh rất nặng. Phải giành giật sự sống từng ngày đấy con à. Thật vậy sao mẹ? Con không biết. Mà hình như hôm nay lại còn là ngày sinh nhật của bạn ấy nữa. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Vừa rồi tớ đã nói lời không phải với cậu. Tớ nhường cho cậu đấy. Kìa con. Dạ, con nhường cho bạn ấy mà. Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn ấy. À, cho tớ tặng cậu chiếc kẹp tóc này nhân sinh nhật cậu nhé. Cháu cứ nhận đi, bạn tặng cháu mà. Bác và bạn đã nói vậy, con nhận đi. Tớ cảm ơn cậu, cháu cảm ơn bác. Happy birthday cậu nhé. Cháu nhà mình ngoan quá, cách dạy cháu của chị làm em nể lắm. Trẻ con mà chị, phải uống nắng, dạy bảo các cháu từ nhỏ mới được. Thôi đến giờ chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn và tạm biệt chị và cháu nhé. Cháu cảm ơn bác, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháu đi ạ. Không có gì đâu, chúc cậu luôn khỏe. À, cậu cho tớ xin địa chỉ, để chúng mình thường xuyên liên lạc nhé. Ừ, cũng được. Tình yêu tìm lại.
Ở đất nước chúng ta, có một cô gái nọ cứ mãi buồn rầu. Cô không hiểu tại sao tình yêu vẫn chưa tìm đến cuộc đời cô, dù cô mong mỏi nó từng ngày. Rồi một ngày, chỉ với sự chỉ dẫn của những lời đồn đại, cô quyết định lên đường đến nơi ở của thần tình yêu để tìm một lời giải đáp. Ngài là thần tình yêu ư? Tất nhiên rồi, nhà thần danh vọng cách đây 10 dãy, nếu cô đang định hỏi. Là cô ư? Sao cô lại ở đây? Hôm nay chẳng phải là... Là gì ạ? Có thể tôi nhầm. Cô đợi một chút. Đây rồi. Cô gái à, tôi đã viết cho cô một chuyện tình thật đẹp, nhưng... Một chuyện tình thật đẹp ư? Ngài nói ngài viết cho tôi một chuyện tình đẹp, sao tôi không nhìn thấy? Tôi lúc nào cũng thấy mình cô đơn, chẳng có ai quan tâm đến tôi cả. Trong khi ai cũng có được tình yêu, tại sao tôi lại không có? Cô nghĩ mình không có tình yêu sao? Vậy thì cô hãy nhìn vào đây. Anh Duy đã đặt cốc trà gừng ở đó mà tôi không hay biết. Còn rất nhiều điều mà cô chưa biết. Chúng ta xem tiếp nhé. Tình yêu sao? Vậy xin phép ngài, tôi phải về. Về để đón nhận tình yêu của mình. Quá muộn rồi, cô gái. Em không thể làm việc ở đây được nữa. Em sẽ đến một vùng đất mới, một nơi nào đó mà em có thể tìm thấy tình yêu của mình. Đáng ra, hôm nay sẽ là ngày chàng trai ngỏ lời với cô. Nhưng vì cứ mãi miết đi tìm tôi, nên cô đã bỏ lỡ tất cả. Tôi cứ mãi miết đi tìm mà không thấy được tình yêu đã ở rất gần mình. Tôi đã bỏ lỡ tình yêu của cuộc đời mình. Cô gái, hãy tin rằng tình yêu sẽ trở lại. Tình yêu sẽ trở lại sao? Tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn câu chuyện tình yêu thật đẹp mà thần đã tặng cho tôi. Giờ tôi đã nhìn thấy tình yêu của mình trong hình hài người con trai ấy. Người luôn bên cạnh, lo lắng, quan tâm tôi. Tôi sẽ đi tìm anh ấy và viết lại câu chuyện tình yêu của chính mình. Đó là một ngày nắng đẹp, ở một thành phố bên kia đại dương, có hai người đi lướt qua nhau. Bước chân người con gái ngập ngừng dừng lại, cô đã nhận ra dáng người thân thương ấy. Cô gái à, người khao khát tình yêu và có niềm tin thì bao giờ cũng có cơ hội thứ hai, thứ ba mà. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.